Bướm bay vào nhà là điểm gì? Hiện tượng này đáng lo hay đáng để ăn mừng một? Bướm bay vào nhà là điểm gì? Theo quan niệm xưa thì bướm bay vào nhà có nhiều điểm báo, ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào thời điểm, màu sắc, chủng loại. Thời gian bướm bay vào nhà có điểm báo riêng biệt. Bướm bay vào nhà buổi ngày. Bướm bay vào nhà ban ngày dự báo tin vui về chuyện tình cảm đang tới. Người độc thân sắp sửa tìm được một nửa đích thực mà bạn mong ngóng bao lâu nay. Người đang có đôi sắp sửa được cùng nhau sống chung trong một mái nhà hoặc người thân sẽ sớm kết hôn. Bướm bay vào nhà rồi chết. Bướm bướm đại diện cho niềm vui thế nhưng khi bay vào nhà bạn không được bao lâu rồi bướm chết nghĩa là niềm vui chóng tàn, cho thấy bạn chưa trân trọng cơ hội mà mình có nên dễ bị để lỡ mất. Bướm bay vào nhà ban đêm. Bướm bướm là một loại côn trùng nhỏ có cánh và biết bay, thường hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Khi bướm vào nhà bạn ban đêm cho thấy không khí nhà bạn an lành. Hơn nữa việc bướm bay vào nhà hầu như luôn mang lại tin tốt, nên điều này điềm báo cát lành đang đến, bạn đừng bao giờ xua đuổi con bướm ra nhé. Hiện tượng bướm bay vào nhà có màu sắc khác nhau. Bướm đen bay vào nhà là điểm gì? Tuy màu đen làm ta liên tưởng đến những điều không hay thế nhưng bướm đen được xem là điểm báo người thân đang trở về thăm nhà, họ trở về nhà hứa hẹn có tin vui, nhiều điều tốt lành sẽ tới. Có thể lúc này sắp có khách quý ghé qua nhà bạn. Ngoài ra nó còn ngụ ý rằng công việc hiện tại bạn đang làm sẽ có bước khởi sắc mới. Nếu bạn đang làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ thì công việc sẽ rất thuận lợi, làm ăn phát đạt. Thế nhưng với một con bướm có màu đen nhưng vẻ ngoài hung tợn thường mang cảm giác sợ hãi, dự báo chúng sẽ đại diện cho chuyện xui rủi, thậm chí là điểm báo chết chóc. Bướm trắng bay vào nhà là điểm gì? Nếu là loại bướm bướm này thì tùy thời điểm nó xuất hiện sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Bướm trắng bay vào nhà thời điểm đầu năm hay đầu tháng điểm báo trước gia chủ sẽ có một năm, một tháng nhiều may mắn và thuận lợi. Một con bướm trắng vào nhà và bay vòng tròn trên đầu của người nào thì đây là điểm báo của bệnh tật, chết chóc liên quan tới người đó. Bướm vàng bay vào nhà là điểm gì? Một chú bướm có màu sắc tươi vui như màu vàng thường báo tin lành cho gia chủ, đặc biệt về khía cạnh tình cảm, bạn chuẩn bị đón tin mừng như sắp được kết đôi, sắp kết hôn, có người bầu bí. Đi nhé! bướm nâu bay vào nhà là điểm gì? Một chú bướm nâu vô tình lạc vào nhà bạn có thể khiến bạn lo lắng nhưng thực ra chúng đang mang tới một điểm báo tốt, công việc thuận lợi và vô cùng suôn sẻ. Con đường sự nghiệp trong thời gian tới của bạn ngày càng phát triển, cuộc sống nhờ vậy mà trở nên sung túc hơn. Bướm có hai màu vàng và trắng. Khi bướm có hai màu sắc này bay vào nhà thì đây là một điểm báo tốt, bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống, công việc thuận lợi, kinh doanh mang lại nhiều doanh thu. Bướm có màu sắc sặc sỡ. Hiện tượng bướm có nhiều màu sắc sặc sỡ bay vào nhà là điềm báo trong gia đình có người thân sẽ sớm kết hôn. Thời gian tới chắc chắn sẽ có một tình yêu mới hay chuẩn bị lấy vợ, gả chồng. Bướm mặt quỷ. Bướm mặt quỷ là loài bướm có vẻ ngoài hung tợn, người ta tin rằng loài bướm này bay vào nhà thường mang đến những điều xui rủi, thậm chí là điềm báo chết chóc. Bướm xám hoặc hơi đen bay vào nhà. Dự báo bạn có được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ một người nào đó. Nhất là trong công việc nhờ có sự hậu thuẫn mà bạn dễ được thăng tiến. Mọi việc lúc này cũng hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều. Hai, ý nghĩa của bướm trong thế giới tâm linh, theo nền văn hóa phương Đông, bướm bướm không đơn giản chỉ là một loài động vật, họ xem đây là biểu tượng của linh hồn người đã khuất, nó là loài có khả năng kết nối giữa sự sống và cái chết. Loài bướm được xem là linh hồn của người đã khuất trú ngụ vào, vì thế khi bướm bướm bay vào nhà chứng tỏ linh hồn người thân đang trở về, mà người nhà thì thường sẽ phù hộ mang đến những điều may mắn cho mọi người. Trong dân gian Việt Nam cũng có quan niệm bướm là đại diện cho linh hồn người chết, họ thường mượn phần thân xác của loài bướm để bay về dương gian hưởng hương hỏa. Khi một người chết đi họ sẽ biến thành một con bướm để thông báo cho người thân biết về sự ra đi của mình. Có khi là một người đang sống, tình trạng cơ thể lâm vào ngủ say nhưng linh hồn bị thoát ra ngoài chuyển vào cư ngụ trong xác những con bướm. Đối với người Nhật cũng vậy họ cũng tin rằng rằng người thân yêu hoặc người bạn đến thăm họ trong hình hài dạng bướm, vì thế họ đối xử rất tốt với những chú bướm vô tình bay vào nhà của mình. Ở một số vùng tại Nam Mỹ, như là Maryland, người dân tin rằng khi bướm bay vào nhà và lượn quanh ai đó tức là nó đang báo trước cái chết của người đó hoặc người thân của người này. Người Sen cũng xem loài bướm như cái chết, họ tin rằng nhìn thấy một con bướm vào ban đêm là điềm báo cho cái chết. Người Samoan thì không bắt bướm vì họ tin tưởng rằng họ sẽ bị dẫn đến cái chết nếu làm điều đó. Ở một số quốc gia vùng Nam Mỹ Họ còn tin rằng bướm bướm là một sự hồi sinh, là sự chuyển hóa mới trong kiếp sống con người. Thực ra bướm bay vào nhà là điểm gì, có điểm báo tâm linh cụ thể nào hay không vẫn chỉ là góc nhìn rất chủ quan vì khoa học cho tới nay vẫn chưa thể giải thích những bí ẩn liên quan. 3. Bướm bay vào nhà liên quan tới con số gì? Con số chung liên quan đến bướm bướm là 26 và 62. Những con số liên quan đến màu sắc của bướm bướm. Bướm đen bay vào nhà liên quan đến con số 62. 52. Bướm trắng bay vào nhà, 51, 52. Bướm nâu liên quan đến con số 46, 81. Bướm có màu đen trắng, 03, 30. Bướm có màu vàng trắng, 09, 90. Bướm nhiều màu sắc khác nhau, 35, 47. Bướm khổng lồ, 31, 87. Bướm loại lớn to bay vào nhà, 88, 99. Bướm loại nhỏ bay vào nhà, 23, 32 những con số liên quan đến phong thủy của bướm bướm. Bướm bay vào nhà số 56, 81. Bướm đậu trên trần nhà, 78, 87. Bướm đậu trên ban thờ, 67, 75. Bướm đậu trên giá sách, quyển sách, 29, 92. Bướm đậu trên giường, 28, 82. Bướm đậu vào xe, 48, 84. Bướm đậu vào mâm cơm, 19, 91. Bướm đậu vào quần áo, 86, 68. Bướm đậu trên tay, 02, 16. Bướm đang ăn, 10, 13. Bướm lột xác, 06, 09. Gặp cả đàn bướm, 03, 72. Cưỡi bướm, 68, 91. Bướm chết, 41, 50. Trên đây lịch ngày tốt đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến vấn đề bướm bay vào nhà là điểm gì. Mong rằng bài viết này giúp bạn củng cố tinh thần, bớt hoang mang lo lắng nếu gặp phải hiện tượng này trong cuộc sống.